Thông tin tiểu sử Lee Yo-un Lee yo sinh ngày 9 tháng 4 năm 1980 tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, năm 1997. Vào năm thứ hai trung học, được bạn bè động viên, Lee Yo-un tham dự một cuộc thi người mẫu và giành chiến thắng. Sau cuộc thi Cô đã ra mắt trên số 11 của tạp chí thời trang hàng tháng Figaro. Năm 1998, cô chính thức debut làm diễn viên thông qua phim điện ảnh Sen ở Aman. Trong khi đóng bộ phim đầu tiên này, Ly un đôi khi đã khóc vì các staff chỉ khen ngợi diễn xuất của các diễn viên khác. Sau đó, một vài staff đã thấy những giọt nước mắt của cô và nhận xét cô khóc rất tốt. Đó là lần đầu tiên cô tin tưởng vào diễn xuất của mình. Với sự tự tin đó và nhận được sự chú ý nhiều hơn từ các staff, Lý Dô Uôn nhận ra cô muốn theo đuổi nghề diễn viên này. Trong bộ phim thứ hai của mình, Lý Dô Uôn đóng vai Gao Chi, nhân viên tại một cây xăng. Trong Attack the Gas Station bộ phim đã bán được 2,4 triệu vé. Năm 2001 Lee Yo-un có bước đột phá lớn trong bộ phim truyền hình KBS Blue Mix lần đầu tiên. Lee Yo-un đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình và nó đã trở thành một hit lớn. Trong phim cô vào vai người phụ nữ trẻ vướng vào lưới tình với một người đã có gia đình. Trong cùng năm đó, năm 2001, Lee Yo Won đóng một trong ba vai chính trong movie Tech Care ở Miket. Bộ phim được chọn là một trong năm bộ phim hay nhất năm 2001 trên tạp chí Cine Seoul đồng thời cũng mang về cho cô giải nữ diễn viên mới xuất sắc. Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí El Korea vào năm 2009, Lee Yo un đã chia sẻ tách kê ở Mi Kết là tác phẩm đáng nhớ nhất của cô. Năm 2003, ở tuổi 22, Lee Yo un đã gây ngạc nhiên khi thông báo cô sẽ kết hôn. Ngày 10 tháng 1 năm 2003, Lee Du un kết hôn với doanh nhân Tay Gôn chuyên nghiệp Park Jin U. Lý yo Uôn tạm ngừng sự nghiệp diễn xuất để cùng chồng sang Mỹ. Năm 2004, cô có con gái đầu lòng. Năm 2005, Lý yo Uôn đã trở lại trong bộ phim truyền hình của đài SBS Fashion 70S. Năm 2007, Lý yo Uôn tham gia phim truyền hình Sơ Dường Bong Dan Hy vào vai bác sĩ thực tập Bong Dan Hy một người bị bệnh tim bẩm sinh nhưng có nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái cùng với sự cầu tiến đã vượt qua khó khăn và bệnh tật để đứng vào hàng ngũ bác sĩ phẫu thuật của Bệnh viện Hàn Quốc. Bộ phim đạt thành công lớn với mức rating sấp xỉ 30%. Với bộ phim này, Lee Yo đã đạt được 5 giải thưởng trong lễ trao giải cuối năm của SBS. Trong năm này, Lee Yo-un cũng tham gia phim điện ảnh May 18, là một trong những bộ phim ăn khách của lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Tháng 11 năm 2008, cô đến TP Hạ Long để làm từ thiện trong khuôn khổ chương trình lớp Charity năm 2009. Cô thực hiện một series phim truyền hình cổ trang với mức rating cao nhất trong năm Queen Seon Deok. Lee yo Uôn vào vai chính công chúa giúp mần, nữ hoàng Seon Deok, người sở hữu sức mạnh quyền lực và trí tuệ phi thường. Trong một cuộc phỏng vấn với Star News, Lee yo Uôn chia sẻ rằng cô không thích diễn vai phụ nữ mong manh. Yếu đuối nữa và rất hào hứng với vai diễn trong Queen Seon-Diok lần này. Ban đầu, một số người e ngại diễn xuất của cô có thể không phù hợp với vai này vì trong drama gần nhất cô. Vào vai Na In-jung, một cô gái nhạy cảm và yếu đuối. Nhưng đạo diễn vào biên kịch của Queen Seon-Diok cho rằng cô có thể hoàn thành tốt vai diễn này vì Na In Jung trong bát lớp phải nhạy cảm như thế và cô ấy đã hoàn thành tốt vai diễn đó. Họ tin tưởng vào diễn xuất của cô. Và dĩ nhiên, bộ phim đã thành công vang dội. Lee Yo-un đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Trong vai diễn đối lập nhau giữa Lee Yo-un với Go Huynh Dung, không thể tránh khỏi sự so sánh từ phía khán giả. Lee Yo-un đã khiêm tốn trả lời rằng tiền bối Go Huynh Dung diễn xuất tốt hơn và thể hiện nhân vật chân thực hơn cô. Năm 2010, bộ phim tiếp theo của Lee Yo-un là movie The Recipe đóng cùng Lee Jong-uk được công chiếu vào. Cuối tháng 10, cô xuất hiện trong buổi ra mắt tại Liên Hoan Phim Quốc tế Busan. Trong cuộc phỏng vấn, Lee Yo-un đã cho biết lý do cô nhận tham gia phim này vì muốn hợp tác với một nữ đạo diễn khác sau. Kinh nghiệm tuyệt vời có được từ Tech ở Mi Mặc dù ban đầu cô miễn cưỡng để vào vai người phụ nữ mong manh nhưng nhà sản xuất phim Giang Jin và đạo diễn Lee Seo-gun đã thuyết phục rằng đây chính là vai diễn dành cho cô bộ phim được mang đi tham dự liên hoan phim Berlin lần thứ 61. Năm 2011, Lee Yo Uôn tiếp tục thử thách mình qua vai diễn hay trong một trong bộ phim 49 đây. Nói về đề tài linh hồn, Lee Yo Uôn vào vai y kêu cô gái u sầu. Cô còn khát vọng sống. Ban ngày, sau khi bị linh hồn cô gái di huyền nhập vào cô lại trở thành một cô gái hồn nhiên, tươi sáng như ánh mặt trời. 2012 là một năm đầy bận rộn của Lee Yo khi cô nhận vai nữ chính trong hai movie Suspect X, Perfect Number và Feature of Legend đồng thời tham gia bộ phim truyền hình Hot Doctor của đài MBC. Trong Suspect X, Cô vào vai Hoa Sun vì bảo vệ con mình mà ngộ sát. Một nhà toán học thiên tài đã quyết định bao che cho cô, tạo ra bằng chứng giả để cô được vô tội. Trong khi ở Movie Fisher of Legend, cô vào vai người đứng đầu một đội ngũ sản xuất và sự nghiệp của người phụ nữ mạnh mẽ, người sở hữu đội huyền thoại Movie này được công chiếu vào đầu năm 2013. Tháng 9 năm 2012, cô trở lại màn ảnh nhỏ với phim cổ trang y -e khoa host Doctor Vai Kang Ji niung Nhân vật của cô là một người phụ nữ tiến bộ trong triều đại Hoseon xưa. Lee yo Won nói rằng Kang Ji -gi niung giống như một sự kết hợp giữa Queen Seon Diop và Bong Dan Hy vậy. Sự hiện diện của cô trong bộ phim này được bàn luận khá nhiều. Không phải bởi kỹ năng diễn xuất của cô mà vì bộ phim quá tập trung vào xây dựng hình tượng cho nam. Chính mà từ đó làm lãng phí tài năng diễn xuất của Lee Yo-un. Tuy nhiên, cô vẫn nhận được khá nhiều sự yêu mến từ khán giả thông qua vai diễn này. Sau khi bộ phim Hot Doctor kết thúc vào đầu năm 2013, Lee yo Won lại sớm trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính Choi Seo Yoon. Một người phụ nữ thông minh là con út của một gia đình giàu có trong Empire ở Go. Bởi vì có người anh trai vô dụng và người chị yếu đuối cô đã phải từ bỏ ước mơ của mình mà đứng ra bảo vệ sản nghiệp bố cô đã gây dựng bằng cả cuộc đời ông. Bộ phim bắt đầu phát sóng vào ngày 1 tháng 7 các phim tham gia Empire ở Go. SBS 2013, Mã Y, MBC 2012, 49 đây, SBS 2011. Nữ Hoàng Seon Đi MBC, 2009, Bát Lớp, KBS, 2, 2007, Bác sĩ Bong Dan Hy, SBS, 2007, Fashion 70, S, SBS, 2005, Đê Mang, SBS, 2002, PUH, KBS, 2. 2001 Blumis KBS 2 2001 Top We Love KBS 2 2000